ngày 19 tháng 9 tại thung lũng Tình Yêu Đà Lạt, Hội Đầu Bếp Chuyên Nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc thi công diễn xác lập kỷ lục 100 món ngon từ cây Artiso Đà Lạt với thông điệp quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Cuộc thi với mục tiêu công diễn xác lập kỷ lục quốc gia với 100 món ăn ngon được chế biến với nguyên liệu chính là cây Artiso Đà Lạt. Đây là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển. Tại chương trình, các đầu bếp đến từ nhiều tỉnh thành đã dùng các bộ phận của cây Artiso để chế biến thành các món ăn. Khoảng 150 món ăn lấy nền nguyên liệu Artiso đã được thực hiện. Các chuyên gia ẩm thực sẽ chọn ra 100 món đạt các tiêu chí để công bố. Tiêu chí để lựa chọn vào 100 món tiêu biểu được ban tổ chức xác lập làm từ hoa, thân, lá, rễ cây Artiso, dễ phổ biến, gần gũi, sáng tạo. Đại diện ban tổ chức cho biết, việc công bố 100 món ăn ngon từ cây Artiso sẽ cung cấp thêm chất liệu cho hoạt động du lịch ẩm thực Đà Lạt. Ngoài ra, ban tổ chức muốn quảng bá đến nhiều người về tính đa dụng trong ẩm thực của cây Artiso.